10 nhân vật lên hot search nhiều nhất tháng 7-8-2021, nhất bác thống trị, tiêu chiến lại vắng mặt nữa rồi. Trang mạng xã hội lớn nhất Trung Quốc mới đây đã tung ra danh sách 10 nhân vật được tìm kiếm, có lượt lên hot search nhiều nhất tháng 7-8-2021. Tuy nhiên bảng xếp hạng lần này thiếu nhiều cái tên đỉnh đám như Tiêu Chiến hay Dương Mịch. Hot search là một khái niệm quen thuộc của những người sử dụng mạng xã hội Weibo Trung Quốc. Đây cũng là một trong những công cụ đo mức độ quan tâm của cư dân mạng dành cho một nhân vật hay vấn đề nào đó. Càng nhiều người quan tâm, thảo luận cùng một chủ đề thì khả năng từ đó lọt vào top tìm kiếm hot search càng cao. Theo đó bảng xếp hạng như sau. Vị trí đầu tiên, vận động viên Mã Long 165 lần. Thứ hai, vận động viên Toàn Hồng Thiền 111 lần. Thứ ba, vận động viên Tô Bính Thiêm 107 lần. Thứ tư, vận động viên Hứa Hân 101 lần. Thứ năm, Vương Nhất Bác 89 lần. Thứ sáu, vận động viên Tôn Sĩnh Sa 81 lần. Thứ bảy, vận động viên Dương Thiến 77 lần. Thứ tám, vận động viên Phan Trần Đông 75 lần. Thứ chín, Dương 67 lần. Thứ 10, Địch Đại Nhật Ba 59 lần. Nhìn lướt qua top 10, chắc chắn nhiều người sẽ không khỏi bất ngờ khi nhiều cái tên đỉnh lưu như Tiêu Chiến, Nhậm Gia Luân, Công Tuấn và Dương Mịch đều vắng mặt. Nhất là cái tên Nhậm Gia Luân và Bạch Lộc khi cặp đôi có châu sinh như cổ được chiếu đài vừa qua. Trái lại, hai cái tên thống trị bảng xếp hạng là những nhân vật không liên quan đến ngành giải trí. Đó là vận động viên Mã Long với tổng số lần lên hot search 165 và vận động viên Toàn Hồng Thiền với tổng số lần 111. Ngoài ra, cặp đôi Em Là Niềm Kiêu Hãnh Của Anh, Dương và Địch Đại Nhật Ba cũng may mắn có tên trong những cái dùng tên của những vận động viên. Theo đó, Dương là nam diễn viên thứ hai có mặt trong danh sách sau Vương Nhất Bác, 67 lần. Địch Đại Nhật Ba bất ngờ là người chốt hạ top 10 với 59 lần đến hot search trong tháng vừa qua. Tuy bộ phim Em Là Niềm Kiêu Hãnh Của Anh đã kết thúc, nhưng những từ khóa về Địch Đại Nhật Ba vẫn luôn bạo và chiếm sự chú ý rất lớn. Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe video của PVlog. Cả nhà đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để nhận được những thông tin mới và hot nhất. Xin chào và hẹn gặp lại!